Ông bà mình nói méo có sai Cá không ăn muối cá ương Con cãi cha mẹ có ngày ăn sừng như chơi Thì hồi đó tao quen thằng chồng tao á Là cha mẹ đã cấm cản rồi Cái kiểu nó đẹp trai mà điểu điểu Thêm kỹ năng nhậu của nó phải nói là đông phương bất bại luôn Mẹ tao cứ khuyên suốt Lấy thằng bợm về không sớm thì muộn cũng tan đàn xẻ nghe con ơi Mà tao đâu có tin nên bây giờ mới lãnh đạn đủ sai luôn nè Hôm nay tao sẽ kể nhanh ngắn gọn phi vụ FBI điều tra thằng chồng nó đi lén phén cho tụi bay nghe nha Hồi đó tao sanh con được 3 tháng thì trước đó có sang nhà mẹ đẻ ở Mà tầm đó rồi vẫn chưa về lại nhà mẹ chồng vì ở nhà mình vẫn ok hơn á Thì tháng đầu tiên chồng vẫn qua thăm con đều đều còn ngủ lại các kiểu đó nhưng mà tới tháng thứ ba bắt đầu có biến nè ha hôm đó hẹn cuối tuần sang thăm con nhưng cả buổi sáng đến chiều tối muộn tao vẫn chưa thấy đúc đầu ghẻ sang thăm gọi thì không bắt máy nhắn tin cũng không thèm trả lời mãi đến tận 11 giờ đêm mới nhắn lại một tin bảo đi nhậu rồi say lắm không đi nổi ngủ lại nhà đồng nghiệp luôn thế méo nào tao cũng tin thiệt vì biết cái tính ưa nhậu của chồng nhưng tao vẫn muốn biết là ngủ lại nhà ai nên nhập iCloud vào tìm vị trí hắn không hề biết là tao biết pass iCloud của nó nha thì tao có thấy nó ở chỗ nó hay nhậu thiệt. Phen này trời độ nó nè. Rồi cả đêm đó nó vẫn tao điện thoại hơn 20 cuộc. Nó vẫn không trả lời. Đệt, bà tao mất ngủ luôn chúng mày. Thế nhưng mà sang tuần sau thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Tuy có chút hụt hạt, nhưng ok, coi như vẫn bình thường đi. Rồi một chủ nhật nữa lại đến. Ăn quen cái mồm rồi, nên tiếp tục không qua thăm con. Tao hơi điên lên rồi, nên điện thoại hỏi sao không qua thăm con. Thì nó bảo bị sốt rồi, qua nhà mắt công lay cho con. Tao tức quá nên kêu cứ ở đó đi Tao về nhà nói chuyện cho ra nhẽ Tụi mày biết nó tráo trở ghê Nó bảo hôm nay anh tăng ca Ở công ty chưa được về đây này Đến tối tầm 7 giờ Tao lại check vị trí Thấy đang di chuyển lên cái chỗ tuần trước Tao gửi con cho ngoại Xách chiếc xe SH đi theo vị trí đó Tao theo đúng đến nơi luôn chụm tụi mày phải nói là iCloud nó hay cực luôn nha Mà chỗ tao đến nó là cái dãy trọ Nhưng su một nỗi là có khóa cổng mới chết chứ Thấy thế nên tao nán lại tầm 20 phút. Thật sự lúc này tao vẫn còn hy vọng là thằng chồng nó đang nhậu trong đó thôi á. Chứ đâu có nghĩ là nó dám làm cái chuyện trời ơi đất khởi như vậy. Tao nhìn từ ngoài vào trong thì thấy có mỗi chiếc xe E-Black giống hệt xe chồng tao. Nhưng xa quá tao không thấy rõ biển số. Bà nội cha tao xem điện thoại riết bị cận nên nhìn cứ mờ mờ không chắc được có phải là xe đó không. Tao cố tình đợi tí nữa thì trời thương tao có người ra mở cổng. Tao nhanh nhanh lẻn vào trong luôn chứ hỏi hang con mẹ gì nữa. Linh tính mách bảo tao đi lại cái phòng có dựng chiếc E ở trước, dãy trọ tầm 6 phòng thôi mà chỉ có phòng đó là sáng đèn. Thêm cái cửa chỉ khép hờ không khóa Nên tao đẩy cánh cửa mạnh vào luôn Ôi rồi, thằng chó chết chồng tao Nó đang gối đầu lên côi đùi trắng nõn nà của con đấy Nhỏ mặt đầm ngủ chi bi đồ nữa Vừa thấy tao hai tụi nó bật dậy liền Thấy thế tao bảo là tăng ca dữ chưa Thằng chồng hốt khoảng nói Về nhà đi em Về nhà mình nói chuyện Đừng có la um sùm lên ở đây không hay cơn tam bành của tao nó lên đỉnh điểm rồi hay không hay gì bà động tay động chân trước đi rồi mọi chuyện tính sao tao vung tay tắt thẳng vào mặt thằng chồng một cái chát chảy cả rô si ở miệng con kia nhìn tao rén ngang nó sợ sệt bảo dạ chị ơi có gì từ từ nói ở đây an ninh lắm chị làm vậy công an bắt á chị tao chỉ tay thẳng vào mặt nó xong công cớn bảo mày im mờ mày lại ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng đâu con đỉy. Xong tao nhìn qua thằng chồng bảo Chủ nhật tuần rồi tao đã thấy mày qua đêm ở đây Nhưng tao không nói Để tao coi mày diễn cái trò gì Con tiểu tam nó lên tiếng Dạ tụi em chỉ nằm kể chuyện nhau nghe thôi Chứ không có làm gì hết đó chị Má nó làm như tao con nít ranh Còn thằng chồng tao thì bị liệt tụi bé ơi Chỉ nằm kể chuyện hả Có chó nó mới tin Đúng là đừng có nên nghe phờ hò kể chuyện Đừng nên nghe thằng nghiện trình bày Lúc này cả dãy trọ đã bu lại đông nghẹt Con nhỏ càng quảng hơn Nó quỳ xuống chân tao năn nỉ ỉ ôi Thấy thế tao bảo Tao muốn nói chuyện với mẹ mày vì mày không có tư cách nói chuyện với tao Đưa điện thoại đây và gọi cho mẹ mày liền Con nhỏ chống chế thêm vài câu Thì tao túm ngay quả tóc nó mà giật Thằng chồng nó đứng im nhìn con bồ bị tao binh binh hứ mấy quả mà cứ như trời trồng Khi này con nhỏ ánh mắt căm hờn Nhìn chồng tao lơm lơm bảo Hèn, từ nay đừng làm phiền tôi nữa Tao hạ giọng bảo Đàn ông có vợ mà mày cũng tin Nó hứa hẹn cho xuông thôi chứ gặp chuyện thử coi Mày có chết nó cũng không quan tâm đâu Con vợ đầu óc tay gối với nó mà nó còn lừa được Dòng thứ đuổi đủy... Đuổi điếm đầy đường như mày thì giá trị gì với nó Tao nói dứt câu con nhỏ nó khóc quá trời Cái thấy cũng tự nghiệp Thôi cho mọi chuyện cancel tại đây đi Tao lôi cổ thằng chồng về Suốt đoạn đường về nhà tao khóc không thấy đường chạy xe luôn tay chân bủng rủng chạy muốn không nổi Nhưng nghĩ về đứa con thơ Thôi tao cố gắng chứ suy sụp giả mang luôn Cái kết là tao với thằng chồng thôi nhau Chứ nghĩ đến chuyện sống đời với nó tao chấp nhận không nổi Tha thứ cho nó là tàn nhẫn như bản thân mình Nên thôi tốt nhất đường ngay nấy đi Tôi đang muốn bỏ chạy khỏi người mình mất công mất sức mới tán được. Không phải vì đức không tốt, cũng không phải vì anh hết yêu, chỉ là vì gia tài của chị giúp việc nhà anh đặc biệt quá. Tôi biết tự khó mà muốn lui thôi. Nhớ ngày gặp đức trong tiệc sinh nhật bạn, tôi là người chủ động tiến tới hỏi han nói chuyện với anh, vốn là một cô gái cá tính, bản lĩnh, tôi luôn tin hạnh phúc của mình là do mình tự kiếm, chứ không phải là thứ hạnh phúc ngồi không tình yêu cũng đến. Để có được cái tự tin đấy, bản thân tôi cũng có xuất phát điểm không phải dạng vừa. Gia đình gia giáo, tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ bằng xuất sắc, mới ra trường nhưng lương tháng đầu đã đầu hai, ngoại hình ổn, mồm miệng nhanh nhẩu và luôn chủ động trong mọi tình huống. Tôi muốn gặp gỡ và tìm hiểu người mà tôi thấy ấn tượng. Người ta nói cọc đi tìm trâu, để so với tôi quả không sai chút nào. Đức là du học sinh mới về nước, đẹp trai phong độ, nhìn như tài tử xứ Hàn. Đúng gu trắng trẻo tri thức mà tôi thích Nên tôi ấn tượng ngay lần đầu thấy anh Thích là phải nhích Tôi hạ quyết tâm chinh phục người đàn ông này Cũng chật vật hơn 3 tháng kiên trì Chủ động bắt chuyện nhắn tin Cuối cùng mới nhận được một lần Người ta chủ động mời mình cà phê Ngoài chiêu thức đẹp gái không bằng chai mặt, tôi không ngừng lên mạng tìm hiểu những chiêu thức khiến các chàng đổ đứa đường thẳng thắn thổ lộ bản tính của mình trước mặt anh và rồi sau gần một kéo cưa lừa xẻ anh chính thức đổ gục trước tôi khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào khi có được tình cảm từ người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ suốt bao đêm thời gian yêu nhau là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi hai đứa tự biết tôn trọng các mối quan hệ và sở thích riêng của nhau đức và tôi đều thấy tự hào về đối phương không ngại công khai người yêu trước mặt bạn bè có lúc tôi kinh doanh khó khăn đức chủ động đề nghị hỗ trợ tôi về kinh tế và ngược lại gắn bó tới tận năm thứ hai chúng tôi mới thực sự biết về gia cảnh của nhau điều này càng khiến tôi và đức trân trọng nhau hơn bởi đây là chính là thứ tình yêu không màng gia cảnh gia đình đức rất khá giả bố mẹ đều kinh doanh và sống rất hiện đại anh khẳng định em chắc chắn là mẫu con dâu lý tưởng mà mẹ anh muốn anh lấy làm dâu ngày nào mẹ cũng lải nhải với anh về cô con dâu lý tưởng tuy không nhắc tên em nhưng mô tả thì khớp không lệch được những lời anh nói khiến tôi càng thêm vững tâm với mối quan hệ này qua thời gian tôi và đức chính thức xác định quan hệ lâu dài yêu là cưới tôi chủ động hơn trong việc quan tâm gia đình anh rảnh sẽ gọi điện hỏi han sức khỏe cha mẹ anh tiền lương tôi so với anh tuy chẳng thấm là bao nhưng cứ giành dụm được ít nhiều, tôi lại mua những món quà, đối với tôi là khá giá trị, gửi anh mang về tặng mẹ. Nhà tôi ở quê có nuôi gà, hôm trước lên phố mẹ mang cho 50 trứng, bảo gà nhà đẻ sạch lắm để mà ăn dần. Ở phố toàn phải mua gà công nghiệp, chắc gì đã thơm ngon bằng gà quê. Nghĩ thế tôi gói 40 quả bảo anh mang về mà ăn. Tối đó sau khi nhận được trứng của tôi, bác gái gọi luôn, ui con bé này cẩn thận quá thể, tiền chúng mày làm gì có mà cứ lâu lâu lại gửi quà cho bác vậy mà khéo lắm nha đồ nào cũng ưng ý bác bác cảm ơn con gái nha nào rảnh lại nhà chơi với anh và hai bác cho vui nghe bác nói vậy thì tôi vui lắm được lời như cởi tấm lòng thường anh rủ về chơi tôi hay lấy lý do từ chối vì sợ mang tiếng thấy sang bắt hoàng làm họ nhưng hôm qua bác đã nói vậy tiện hai đứa lại đang có việc ngay cạnh nhà anh nên tôi đồng ý cùng anh ghé qua chút để thăm hai bác Bước vào nhà mẹ anh vô cùng ngạc nhiên Hai bác quá bất ngờ khi thấy hai con về Được giới thiệu là bạn gái Tôi nhanh nhảo chào hỏi hai bác Rồi vào nhà uống nước nói chuyện Sợ mẹ anh vất vả cơm nước Nên tôi đã mua sẵn nhiều đồ ăn và hoa quả Đang vui vẻ nói chuyện Thì chị giúp việc đi từ bếp và hỏi ăn gì Tôi có chút giật mình Khi nhìn thấy bộ đồ chị mặc trên người Nhìn đi nhìn lại Tôi nhận ra đó là bộ đồ mà tôi mới tặng bác nhân dịp sinh nhật Có chút ái ngại Nhưng tôi cũng vội giấu ánh mắt kinh ngạc và nghĩ rằng có thể là bác cho chị mượn. Nhìn vào tủ quần áo của chị, tôi còn nhận ra mấy chiếc túi sách và cả chiếc mũ đều là đồ tôi tặng bác gái. Hóa ra tất cả đồ của chị đều là do bác cho. Tôi có hỏi dò thì chị giúp việc vui vẻ kể. Cô ấy bảo toàn mấy bộ đồ nhà quê, tao mặc vào cho xấu người. Mày thích thì lấy mà mặc, không thì tao cũng vứt xó. Thế là chị lấy hết. Có lẽ không biết đây là đồ tôi tặng nên chị giúp việc tiếp lời. Em ơi, mẹ chồng tương lai của em kỹ tính lắm đó. Em mà muốn lấy lòng bà cũng phải tìm hiểu thật kỹ. Đồ đạc bà kén lắm, không dễ chọn đâu. Mà sau này có lấy cậu Đức thì cố mà để cháu đích tôn ngay từ đầu. Tính toán kỹ vào không thì chết với bà. Bà vẫn nói với chị, đứa nào có bầu cháu trai trước bà mới cho cậu Đức lấy. Những lời chị nói cùng với tài sản của chị khiến tôi chạnh lòng rơi nước mắt. Thực ra đối với nhiều người chuyện đó không có gì quá quan trọng. Nhưng với tôi lại khác, những lần bắt hết lời khen ngợi, quà bác nhận từ tôi nào là hợp gu bác rất sang chảnh bác rất thích nào là cháu rất tinh ý giờ ngẫm lại thấy mỉa mai chua chát tối đó về nhà tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi tôi không biết có nên tin những lời mẹ đức với tôi từ trước đến giờ hay là tin vào những gì mà mình mắt thấy tai nghe từ cô giúp việc và liệu rằng chuyện tình cảm này của tôi và anh có thật sự hạnh phúc và dễ dàng nếu sau này tôi lấy anh về và làm dâu nhà anh Đến bây giờ khi đã là một phụ nữ U30 biết mặc váy sexy và trang điểm điệu đà Mình sốc đứng sốc ngồi khi bố mẹ chìa cho xem mớ ảnh cũ hồi nhỏ Eo ơi con bé nào vừa đen vừa tóc xăng trông ghê gớm thế này Nhìn như thằng con trai cầm đầu băng giặc cướp sớm ấy Ký ức tuổi thơ trong mình không nhiều lắm, rơi rớt đến lúc này chỉ có vài kỷ niệm thôi, mà cái nào cũng ở cấp độ hoành tráng, mỗi lần nhớ lại mình đều thấy rùng mình, lần thì ngã xuống ao, xít chết sặc, lần thì về quê chơi bị trâu dí chạy khắp đồng, còn lại đa số là bị bố đánh đòn do nghịch dại, trong đó có một phụ ăn trộm, ngã lọt mương để đời, bữa đó mình nhớ nắng chang chang, làng khi ấy đang mùa vải, trái đậu lúc liễu, nên mình rủ rê thêm mấy thằng bạn sớm đi hái trộm. Lượng khắp một phòng thì chúng mình thống nhất sẽ trộm vườn của bà bún, bởi vườn bà không ai trong, quả cũng chín sớm nhất, Tuy nhiên cái vườn này thiết kế hơi hiểm, giữa là ao cá to đùng hình vuông, còn đào thêm một cái mương nước bao quanh bốn hàng cây, muốn sờ tay vào trái vải cũng trèo đèo lội suối khổ ra phết. Đám trẻ làng ấy mình lớn nhất, 10 tuổi đã cao lêu đêu nên được giao nhiệm vụ vặt vải, hai đứa khác đứng cảnh giới, một đứa theo phụ mình lên tới nơi mình bẻ trái vải cắn thử cha ơi vị ngọt đã làm sao không có gì đựng nên mình bảo thằng cu kia cởi áo ra hứng vải chọn mấy cây sai quả nhất để bẻ mình hí hửng nghĩ được bữa ăn chùa no nê thì ngờ đâu đang vặt dở có tiếng ai đó gào lên trộm trộm cứ đứa ăn trộm vải này làng nước ôi bỏ mẹ bà đồng nát xấu tính thế không biết tiếng chó bắt đầu trộn lên thằng nhóc cởi trần ôm đống vải cuốn quýt lên chạy trước còn mình hoảng quá nên chân tay bị quýnh cứ ôm gốc cây rung lẩy bẩy không phải mình sợ ăn trộm bị tóm mà lý do kinh dị nhất chính là con bé trê nhà bà bốn cơ phải trốn thay mới kịp khốn nổi cặp giò nó không nghe lời mình đúng lúc nhảy qua mương thì hụt chân ngã oạch xuống ngó lên thấy con chó sắp lao ra mình ráng trèo lên mà cứ bị trượt tay nước mắt tèm lem nghĩ phen này toi rồi bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cánh tay mạnh mẽ kéo mình lên vệ đường dục trèo lên xe đạp chạy nhanh hình như là bạn hàng xóm nhà bên vô tình phóng qua nên ra tay cứu giúp về đến nhà mình vẫn hồn lìa khỏi xác không nhớ ra chuyện cảm ơn người đó luôn rồi năm tháng trôi đi mình cũng quên bén vì ân nhân năm đó cứu mình khỏi bị chó cắn càng lớn chẳng hiểu ra làm sao mà tính mình lại càng trái ngược với ngày nhỏ, bánh bèo nữ tính hơn, duy chỉ có tính nhây thì không thay đổi được. Khi mình thông báo đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà cứ tròn mắt ngạc nhiên và mẹ mình còn phán thêm một câu xanh rờn. "Ôi đanh đá như con uyên mà cũng có đứa yêu cơ à. Quê thì ta nói thôi rồi nhé, nhưng mà cũng phải công nhận yêu mình tùng khổ sở phết." suốt ngày bị dỗi bị mắng thế mà anh vẫn chịu đựng được hẳn mấy năm trời hai tháng trước đi đảo cùng nhau anh còn bí mật sắp xếp bữa tối và cầu hôn mình trước sự chứng kiến của vô số người nữa tùng bảo anh yêu mình vì sự bướng bỉnh trong thân thể nắm lùn kia mái tóc xăng dễ thương và biểu cảm phụng phịu khi hờn cũng cô te nữa nghe cũng xui xui đấy nên mình mới đồng ý nhận nhẫn cầu hôn cho đến hôm qua là chúng mình chính thức tổ chức đám cưới khi bố cầm tay mình chuẩn bị dắt lễ đường Bỗng dương Tùng cầm mít kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ngày xưa, ngày xưa, ngôi làng nọ có một cô gái nghịch như cướp. Cô ấy cao, gầy, thích vặt trộm vải. Nhưng một lần hành nghề đảo chích, cô ấy đã bị dân làng bắt quả tang. Cô ngã lọt xuống mương mắc kẹt. Chó thì đuổi gần tới nơi. Bỗng dương một chàng hoàng tử đạp chiến mã hai bánh xuất hiện. Chàng cứu cô ấy khỏi cái mương và nghĩ rằng cô gái này thật thú vị. 15 năm sau họ vô tình gặp lại. Hoàng tử âm thầm ở bên cô gái trộm vải và hôm nay họ chính thức trở thành vợ chồng, chứng minh hai từ định mệnh là có thật. Eo ơi cả hội trường vỗ tay rầm rộ, mình thì bịt miệng kinh ngạc không nói nên lời. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Trời ơi, hóa ra chồng mình là vị anh hùng nhí đó hả? Hết câu chuyện mình vừa đứng trên sân khấu vừa khóc, ai cũng tưởng mình cảm động. Nhưng sự thật là mình thấy nhục dần điều khi nhớ lại chiến tích oanh liệt thổi nhỏ thôi mà. Ai, đúng là trái đất tròn thật chứ cái kiếp chó chui gầm chạng nó khổ nhục lắm. Đó, Lan và tôi lấy nhau gần 17 năm rồi. Hiện tại chúng tôi có với nhau hai bé, con gái lớn học lớp 10, còn con trai nhỏ đang học lớp 5. Nhìn bề ngoài nha, mọi người đều nghĩ gia đình tôi có cuộc sống viên mãn. Khi mà con cái khỏe mạnh, kinh tế khá giả, hai vợ chồng hòa thuận chưa từng lời ra tiếng vào gì hết. Nhưng mà chiến tranh xích mít bằng tay chân không có sợ, chỉ sợ chiến tranh lạnh thôi. Chiến tranh tư tưởng mới đáng sợ nha mọi người xuất thân gia cảnh không có tốt cho nên tôi luôn cố gắng phấn đấu để mà đổi đời nhưng ra trường đi làm mấy năm thì nghèo vẫn hoàn nghèo thôi may làm sao tôi gặp được lan con gái giám đốc công ty tôi khi ấy Em là người chủ động tấn công tôi trước nha Quen em tôi được em nhờ vả bố nâng đỡ rất là nhiều Gia đình em giàu có, có gốc rễ rồi Cho nên dù tôi là con rể Họ cũng chỉ đối xử như là cấp dưới thôi Sống đúng kiểu làm phước với đời luôn á Cứ nghĩ cố gắng phấn đấu làm lụng chăm chỉ Cống hiến cho công ty nhà vợ Thì sẽ được họ nhìn nhận ha Tôn trọng hơn ha Nhưng hoa ra tôi nhầm hết rồi Sống cuộc sống vương giả, vợ đẹp, con ngoan Nhưng thực lòng á tôi chưa bao giờ thấy thoải mái trước vợ mình hết Em cậy cha mẹ giàu có, giúp đỡ tôi nhiều, lại phận ở rễ, cho nên luôn tỏ ra khinh thường tôi. Không chỉ trong cách cư xử hàng ngày, mà ngay cái chuyện giường chiếu, Lan cũng tỏ ra mình là người cao cao tại thượng. Mỗi lần muốn được gần gũi Lan, tôi phải hạ mình, phải năn nỉ nhiều lần, Lan mới chịu lòng. Em luôn miệng nhắc đi, nhắc lại để mà tôi nhớ chứ. Nếu không được ba mẹ giúp đỡ, tạo dựng sự nghiệp, thì mãi chỉ là anh kỹ sư quèn, không ngóc đầu lên được thôi. Hiện tại tôi đang làm việc cho công ty xây dựng của ba vợ Tôi biết ơn nhà vợ Nhưng mà cái kiểu vợ ý thế làm càng Lặp đi lặp lại Khiến tôi chán nản vô cùng mọi người ơi Tôi thừa nhận nhờ công ơn ba mẹ vợ Chúng tôi mới có nhà lầu xe hơi Có công việc ổn định Do gia đình tôi ở quê rất là nghèo Không mới giúp đỡ được gì hết hết mà tự ái của đàn ông khiến tôi thấy bức bối trong cuộc hôn nhân hiện tại quá trời. Để rồi đến khi gặp An, một người phụ nữ bình thường cả về nhan sắc lẫn vị trí xã hội, tôi mới cảm thấy được sống là chính mình. Sự dịu dàng nhún nhường, ánh mắt ngưỡng mộ của An mỗi khi thấy tôi làm trái tim tôi sao xuyến. An là mẹ đơn thân của một cô con gái lên bảy. Cô ấy thì nấu ăn cho thợ công trình tôi đang chỉ huy xây dựng á. Đấy, và thực sự là tôi tin An đến với tôi bằng tình cảm Chứ không phải muốn lợi dụng tiền bạc gì hết Bằng chứng nhiều lần tôi ngợi ý giúp đỡ An đều thẳng thừng từ chối Cô ấy hiến thân cho tôi một cách tự nguyện Không có tính toán Bất cứ khi nào tôi cần An đều đáp ứng nhiệt tình hết các triệu chuộng trên giường của An Làm tôi hạnh phúc đến ngây ngất Vì tôi luôn phải là kẻ phục vụ Lan Mỗi lần ân ái Mối quan hệ kéo dài được hơn 8 tháng và hết sức kính kẻ cho nên tôi vẫn luôn tin chắc chuyện này ngoài tôi thì sẽ không ai biết. Từ ngày có An, tôi cảm nhận được mình được là một người đàn ông thực thụ, có đủ sức mạnh để mà che chở cho người phụ nữ yếu đuối mình yêu. Trong khi tôi say sưa bên ngoài với An, vợ tôi ở nhà mãi mê làm ăn, làm đẹp, đi chơi, vốn khinh thường chồng, cho nên dù tôi có thay đổi cỡ nào, á chắc cũng khó có thể khiến cô ấy chú ý đến và nhận ra đâu. Những tưởng đầu xu đưa lọ mà tôi lại quên mất bản thân phải phòng bị phiên bản nhí của vợ mình, không ai khác còn gái lớn của tôi con bé tên nhi đang độ tuổi trưởng thành cho nên ương bướng và khá là khó bảo tôi đi công tác xuống cho nên từ bé hầu như con bé ở bên mẹ là nhiều thôi cho nên tính cách y như đúc vợ tôi và đau lòng nhất tôi nhận ra con cũng có thái độ khinh thường người bố chạng vương này nữa đối với mối quan hệ ngoài luồng của tôi con gái đã tự bỏ tiền thuê thám tử theo dõi thu thập bằng chứng đầy đủ về mối quan hệ giữa tôi với an Nhi vốn là một đứa có cá tính mạnh mà cho nên thích làm những gì mình muốn và dù ép buộc hay là cứng rắn, con bé lại càng ương ngạnh hơn nữa. Con gái đã lớn để hiểu rõ thực chất cuộc sống gia đình nó ra làm sao, ba mẹ như thế nào với nhau. Sau khi nắm được thông tin, con gái đã có một cuộc thương lượng với tôi rất rõ ràng. Con biết ba mẹ chẳng hạnh phúc mà chuyện ba có người phụ nữ khác sẽ khiến mẹ nổi điên đó. Con không muốn làm khó ba đâu, con sẽ giữ kín chuyện này với điều kiện ba sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu của con biết mình đuối lý với đóng bằng chứng trong tay con cho nên nó tôi chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận yêu cầu sức sự vô lý đó tôi biết nếu như con nói ra với lan tôi sẽ phải nhục mặt ra đi trắng tay gia đình rồi sự nghiệp tan tành mây khói ở độ tuổi này việc khởi nghiệp lại từ đầu là điều vô cùng khó khăn tôi định sẽ chịu theo ý con gái một thời gian ngắn rồi tìm cách cắt các đứt mối quan hệ với an trong em đẹp nhưng mọi chuyện không có như dự tính từ ngày biết chuyện con gái khinh thường tôi ra mặt chứ không ngấm ngầm nữa Ngoài yêu cầu tăng thêm tiền chi tiêu hàng tháng, con sai tôi làm đủ thứ việc với giọng trịch thượng vô cùng là hỗn láo luôn mọi người. Con đi quán bar thâu đêm, gọi tôi đến thanh toán hóa đơn hơn một chục triệu. Tôi mở miệng nhắc con á, thì con gắt chứ. Nè, ba không có quyền dạy dỗ con nha, bởi vì chính bản thân ba cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Từng lời con nói đó, như nhát dao cứa vào tim tôi rỉ máu đến đau nhói. Cả tháng nay tôi mất ăn mất ngủ, gầy đi trông thấy vì buồn vợ buồn con. Mỗi lần chạm mặt con gái, thấy thái độ láo xược của nó, lòng dạ tôi như là sôi lên. Mà tôi không thể nào làm căng được, vì con đang nắm giữ bí mật của tôi mà. Nếu như con tiết lộ, tôi sẽ mất hết, mất hết tất cả. Nhưng mà cứ chịu theo những yêu cầu ngày càng quái đản của nó, thì tôi không thể nào chịu nổi. Tôi biết mình đã sai, mà không biết làm thế nào để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này bây giờ hết. Yêu nhau 2 năm không hôn nổi một cái, lúc nào cũng em trung em sợ, em không biết gì tưởng thế nào. Ra là sợ anh ngửi thấy mùi cây kem của thằng khác trong mờm em hả? Em giỏi quá Ngọc. Mờm thì thù kem mà lúc nào cũng ra cái vẻ ngây thơ với cả trong trắng. Mình chửi con người yêu cũ một chập trước mặt bàn dân thiên hạ rồi đi thẳng. Ai bảo mình đàn bà thì mình nhận. Nhưng các bạn thử vào hoàn cảnh của mình coi các bạn là đàn gì? Đàn guitar hả? Chào mọi người, mình là Long 27 Xuân Xanh nhưng sừng mọc trên đầu như quả chôm chôm đây để mình kể về quả chôm chôm trên đầu mình cho cả nhà nghe nha mình hồi đấy đúng kiểu đang buồn đang chán ai tán yêu luôn thì lại được em ngọc vừa tốt nghiệp xinh ngon mơn mởn mới vào công ty cảm nắng ui rồi đời mấy khi được gái tán lại còn là gái trẻ xinh ngon yêu không đổ mới lạ em ngọc tâm lý tình cảm hơi hơi giỏi tí nói chung là đúng kiểu yêu trẻ con á te lắm yêu em tim mình cứ trung trên mãi cảm thấy cứ như thời sinh viên nhưng dở cái em nhút nhát ngại ngùng quá hồi cùng công ty thì em ngại không dám công khai sợ mọi người trêu ờ thì các chị trên công ty trêu hơi kỹ thật nhưng mình cũng ok à nhưng đến khi chuyển công ty mình mới nhận ra Ai đời 22 tuổi đầu rồi, quen nhau mấy tháng mới dám nắm tay. Lúc đi đường nắm tay mà mặt em cứ đỏ hết lên Kể ra thì sợ mọi người không tin Quen nhau được nửa năm Bọn mình mới ôm nhau Ai đợi yêu nửa năm Bắt đầu ôm ôm ấp ấp xong người yêu bẻn lẻn Anh ơi ôm nhau ấm nhờ Anh ơi ôm nhau thích nhờ chậm mà chắc cưu te chết mất các bạn đừng có mong chờ các mốc 9 tháng một năm gì đó vì sao hả vì đến đấy là hết rồi đến hôn má em còn ngại mà hai mấy tuổi đầu rồi không có truyền enzyme thì ai gọi là hôn lắm lúc trong người cũng ngứa ngáy ai lại có người yêu cứ như em gái bao giờ nhưng mà mình xác định lấy em làm vợ em cứ ngây ngô như vậy mình càng thích vâng nhưng em ngây ngô kiểu gì chứ lại ngây ngô kiểu vô số tội ngây ngô với mỗi mình anh thì đúng là dở ơi là dở cả nhà đợt trước bà chị cùng công ty cũ hẹn đi nhậu trước khi lấy chồng cũng lâu không nói chuyện nhưng mà tình chị em vẫn đông đầy lắm được vài ba chén bà ấy mới thấy hình nền của mình và em bà chị ngớ người ngỡ ngà ngơ ngác bật ngửa mặt trong tỉnh hẳn lắp bắp ủa mày với con ngọc yêu nhau hả sao tao đi làm vẫn gặp nó không thấy ý ớ gì ấy mình mới tự hào khoe bọn em yêu lâu rồi từ hồi em chưa nhảy việc cơ nhưng mà người yêu em ngại Bà ấy nhìn mình bằng ánh mắt đúng kiểu thật đết thể tin được Xong chẳng hiểu kiểu gì hỏi thăm thêm vài câu nghiêm túc không Tính cưới không toàn uống Chắc người sắp lấy chồng họ hay vậy Hôm sau đang đi làm mình nhận được tin nhắn của chị đồng nghiệp Lòng mời tao nói cái này mày bình tĩnh Chỗ chị em với nhau Con bồ mày con Ngọc ấy nó hơi công cộng Anh em ở bên này ai cũng từng nhấp nhô với nó rồi Tao vừa có mật báo Trưa nay nó có hẹn ở khách sạn nha Đây với thằng Hoàng thì phải Thằng Hoàng xếp bên phòng kế hoạch đấy, địa chỉ khách sạn tao gửi ở đây, mày cần giúp không? Chị gọi thêm các chị đi bắt cùng mày, bọn tao coi mày như em trai. Và thế là mình mơ mơ hồ hồ xin nghỉ làm, mơ mơ hồ hồ đi theo các chị, mơ mơ hồ hồ bước vào khách sạn. Lúc cửa phòng mở ra, bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới như tĩnh lặng không có một lời giải thích nào được thốt ra vì mồm của người yêu ngại ngùng của mình đang ú ớ chú họa mi của thằng hoàng như người ta thì phải biết nhả ra ngay mà nói chuyện nhưng cứ như ngọc bị điểm huyệt cắn chặt không buông nhiều mắt nhìn nhau ngơ ngác yêu nhau hai năm không hôn nổi một cái lúc nào em cũng run sợ em sợ em không biết gì tưởng thế nào ra là sợ anh ngửi thấy mùi cây kem của thằng khác trong mờm em em giỏi quá ngọc mờm đi thù kem mà lúc nào cũng ra cái vẻ ngây thơ với cả trong trắng mình buông thêm mấy câu đóng cửa đi thẳng cả nhà nghĩ thế là xong rồi hả không hề Lúc mở cửa ra, chị đồng nghiệp đã giúp mình quay video, quay trọn cảnh họa mi của Hoàng nhúng nhảy trong miệng Ngọc. Chưa hết giờ nghỉ trưa, cái video ấy đã lan hết công ty đến tay người yêu Hoàng. Thú vị hơn là Hoàng với Ngọc vẫn cố cho nốt hiệp được. Chà, con họa mi này thiệt ngoan cố, nên mới có màn kịch hay để cho mọi người xem nè. Người yêu Hoàng lao đến, kết cục thì các bạn đoán được rồi đấy. Cụ thể sau đó mình không cập nhật nữa, chỉ biết Ngọc bị đuổi việc. Cái mặt đấy thì cũng không biết sau này yêu ai, ai yêu ai lấy để mà diễn lại cái bài em ngại lắm. Xong rồi mồm đớp họa của thằng khác đấy các bạn đúng là với mình hôn cũng ngại mà với thằng khác thì nhìn xinh đẹp thế này mà mắc bệnh ảo tưởng tôi nói để cô hay chồng tôi có cho thêm tiền anh ấy cũng chẳng ngoại tình đâu cô mới ra trường làm không chịu làm chỉ mong ngóng hớt tay trên của người khác mơ đi à xin lỗi cô lại chạm đúng nọc của tôi quá rồi hôm nay hàng đang ế lại có tiểu tam cà khịa tôi lại có chỗ xả stress quá mình nghe chị dâu kể lại mà đúng há hốc cả mồm. Không ngờ nhìn bình thường ở nhà chị Hiền mà ra ngoài chị lại chiến như vậy. Miệng lưỡi cứ phải nói là xéo sắc không thua một ai, hạ gục đối thủ chỉ trong tích tắc. Chẳng là thế này, anh trai mình tên Quân, vốn là giám đốc đại diện miền Bắc của một công ty xây dựng có tiếng trong nước. Anh chỉ dưới quyền một vài người, còn trên cả nghìn người. Ngày nào anh cũng đi làm bằng xế hợp, còn ở trong căn biệt thự hạng sang, trị giá hơn chục tỷ đồng gần trung tâm thành phố. Công việc thành đạt là một chuyện, anh mình còn rất yêu thương và chung thủy với chị dâu, khi hai người đã ở với nhau ngót nghét gần 12 năm, lại còn có hai mụn con nữa. Nghe đến đây ai cũng nghĩ phu nhân của giám đốc sẽ có cuộc sống sang chảnh lắm, vợ sẽ chỉ phải ở nhà, lo đi du lịch, làm đẹp, shopping, hoặc không thì cũng sẽ làm một công việc mà nhiều người mơ ước nhưng không chị huyền vợ anh quân cũng chỉ là một người bán hoa quả ngoài chợ thôi cả ngày đầu tắt mặt tối với mấy thùng hàng sáng dọn ra bán tối chị lại thuê xe thồ về vì là dân buôn chị ấy cũng ít khi ăn mặc lượt là trang điểm lồng lộn nên điều này đã khiến ngọc thư ký của anh mình ghen ăn tức ở nghe kể từ thư ký khác của anh mình không hiểu con mẹ này bị làm sao mà ngay từ ngày đầu tiên bước vào công ty cô ta đã cảm tưởng như bản thân là trung tâm có sự chú ý không bằng Mọi người mới khen ngã xinh đẹp, khéo ăn nói thôi, là hất mặt lên trời, tự tin rằng chỉ cần liếc ánh mắt thể hiện sự triệu mến một chút thôi là cánh đàn ông kiểu gì cũng chết mê chết mệt. Thế nhưng đối với anh mình thì khác, dù Ngọc có ra sức thả thính thế nào, anh Quân cũng trơ ra như khúc gỗ ấy. Và thế là tấn công anh mình không ăn thua, ả à ta quyết định chuyển đối tượng công kích sang chị dâu mình. Chắc là nghĩ nếu dàn mặt được vợ xếp, thì biết đâu chị Huyền sẽ chủ động ly hôn. Khi đó Ngọc sẽ có cơ hội nhảy vào gia đình. Biết được chuyện này, mình ra sức bảo vệ chị dâu, còn định thuê mấy tên giang hồ. Nhưng chị can mình, nói chị tự xử lý được. Đến hôm thứ Tư vừa rồi, mình biết được Ngọc cố tình xin nghỉ làm sớm vừa thấy cô ta đến chợ chị đã kêu mình vào quán nước ngồi còn để đấy chị lo ngay khi nhận ra chị huyền cô ta đã dùng thái độ trịch thượng rồi chị là chị huyền vợ anh quân phải không vì lúc đó cũng có vài khách đang mua nên khi nghe thấy tiếng người hỏi chị dâu mình ngẩng lên thừa nhận rồi nhanh chóng làm tiếp việc ai ngờ hành động đó lại khiến cô ta cảm thấy như bị khinh thường thế là ngọc lại khua môi múa tiếp em là thư ký của anh ấy khiếp có đến tận nơi mới thấy những lời mọi người kể về chị chẳng sai Ai đời vợ xếp lớn mà lại đi bán hoa quả ngoài chợ Quần áo cũ trích chua loét mùi hôi á Thật bất mặt anh quân quá Chị không nghĩ cho chị thì chị cũng phải thương anh ấy chứ Người ngoài nhìn vô người ta đánh giá cho đó Hay là từ nay chị để em chăm sóc anh quân cho Anh ấy cũng quý mến em lắm Em xinh đẹp ăn học đàng hoàng Lại có thể giúp đỡ anh ấy trong sự nghiệp nữa Chứ nhị gì... Chứ chị nhìn bản thân chị coi Quanh năm giáp mặt với mấy thùng hoa quả vậy Đầu óc cũng mụ mị đi làm gánh nặng cho chồng thôi à mình nghe những lời ấy mà giận xôi người còn ngọc cũng có vẻ đắc thắng khi thấy biểu cảm trên gương mặt chị huyền thay đổi ả à ta chắc nghĩ những lời nói của mình sẽ động chạm đến tự ái của chị huyền ép chị ly dị chồng nhưng không chị dâu mình rất nhanh chóng dừng động tác lại chống tay vào hông mà đáp lời ngọc chỗ tôi là chỗ bán hàng chứ muốn tranh chồng thì cô gặp sai người mất rồi Cô có phải là cô Ngọc thư ký mà mọi người hay kể là loại tưởng bở, thấy người khác đối tốt với mình là nghĩ họ mê mình đúng không? Chồng tôi, em chồng tôi kể mà tôi cười đau bụng cả tối đấy. Nhìn xinh đẹp thế này mà mắc bệnh ảo tưởng hả? Tôi nói để cô hay, chồng tôi có cho thêm tiền, anh ấy cũng chẳng ngoại tình đâu. Điều này tôi chắc chắn. Vì chúng tôi bên nhau cả 20 năm rồi chứ đâu phải là gặp một sớm một chiều như cô Chồng tôi được như ngày hôm nay là nhờ người vợ bán hoa quả này đi làm Nuôi ăn học rồi hùng vốn làm ăn với anh ấy cô mới ra trường làm không chịu làm chỉ mong ngóng hóng hớt tay trên người khác mơ đi à, xin lỗi nha cô lại đụng chạm đúng nọc của tôi rồi hôm nay hàng đang ế lại có tiểu tam cà khịa tôi lại có chỗ xả stress quá đi á. nói xong chị huyền còn nhanh tay bê cả thùng nước rửa hoa quả lên hất thẳng vô người ngọc cả người ả ướt nhẹp bối rối không biết xử lý thế nào vì cái áo cô ta mặc quá mỏng manh nên giờ ướt lộ cả nội y nhìn cảnh đấy mà mình hả dạ lắm chị dâu cũng cười to không kém đáng đời cái loại trà xanh tranh chồng người khác mà không biết lượng sức mình động vào ai chứ đừng động vào tôi kết cục hôm nay còn nhẹ đấy nghe xong câu đấy là con bé ngọc tức tối bỏ đi luôn trước sự cười chê của mọi người ở chợ tưởng thế mà đã yên ổn á Chuyện còn lan trọng đến độ anh trai mình cũng biết chuyện, vốn là vì nghiệp vụ cô ta ổn, nên anh mình mới nhắm một mắt, mở một mắt. Thế mà dám động đến chị dâu mình thì đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Qua hôm sau, mình nghe tin cô ta nhận thêm một lái đơn đuổi việc rồi biến luôn. Đúng là đời mà. Vợ ơi, cho anh tiền mua poster idol đi, anh rửa bát cho em một tháng. Vợ ơi, idol anh mới ra album mới, anh giặt đồ cho em hết tháng này nha. Cứ mỗi lần chồng em tự động phụ giúp việc nhà là biết ngay idol ông tra nhạc mới. Chồng em mỗi lần xin tiền là chỉ có đu idol thôi, chứ chả chơi bời hay gái gú gì hết. Xin chào mọi người, em là Ngọc, năm nay 23. Em có chồng là anh Hùng, tụi em yêu nhau hồi năm cuối đại học. Vừa ra trường thì bác sĩ bảo cưới. Chồng em được cai ngoại hình sáng sủa, hài hước hướng ngoại, hướng lung tung. Đôi khi hơi cù nhây thôi, chứ thương vợ lắm. Ông cũng không có tật xấu hay chơi bời gái gú gì. Mỗi tội, ông mê đu idol, fan cứng K-pop, Cụ thể là Blackbin, eo ơi, trong phòng tụi em ổng treo toàn ảnh idol, đặt kế bên cái ảnh cưới là ảnh Blackbin. Fanboy này còn mua nào là tạp chí, poster, standy, album nhạc đủ các kiểu, chất đầy trong tủ. Mà mọi người biết ổng cuồng idol tới mức nào không? Thề với mọi người là ổng có thể cosplay y chang dáng của mấy chị trên sân khấu từng cái lắc mông, nháy mắt vũ đạo sexy không trượt phát nào. ổng còn ngồi hàng giờ để cày view cho idol nữa đó mọi người. Nghe riết mà em sắp thảo tiếng hàng mẹ rồi. Xong đợt concert Blackpink vừa rồi, ông không đi được. Phần vì ổng không săn được vé, còn thằng cu con em mới được mấy tháng nên ổng phải ở nhà. Lạy trời, em tưởng tượng nếu ổng mà săn được vé, có khi ổng bế thằng nhỏ đi xem concert không chừng. Đấy, dù không đi nhưng vẫn ở nhà xem livestream hết mình, hú hét các kiểu thằng cu con em thì thuộc kiểu khó chịu phải dỗ mãi nó mới ngủ nên là em nhắc ổng đi xem bé bé cái mồm thôi đấy vừa nhắc xong đang thiêu thiêu ngủ thì ổng gào mồm lên lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta rồi ôi thằng cu ổng gào cho giật mình khóc tré lên dỗ mãi không nín em điên máu muốn đấm chỗng vêu mồm đã thế Ông còn bắt con cày view cho idol ổng Con nhà người ta từng tuổi này được nghe con cò bé bé hoặc baby shark các kiểu Thì con em lại phải nghe K-pop để cày view cho idol bố nó Vậy mà thằng bé lại thích mới, thôi, mới hay chứ Nhìn các chị không chớp mắt còn toe toét cười Đúng kiểu cha nào con nấy Bài tủ cho hai cha con là flower của Jisoo Nhạc bật lên là bố con quẩy không trượt phát nào Gần đây idol ổng lại ra album mới, ổng lại kỳ kèo xin đem tiền để mua, nhưng em không cho bảo là có con rồi phải biết tiết kiệm bao nhiêu chi phí phát sinh. Nghe xong, ổng này nỉ mãi, ra giá là anh giặt đồ lau nhà một tháng cũng được, còn ôm tay em làm đúng kiểu, vợ ơi cho anh đi, đấy là thanh xuân của anh mà. Ơ, ờ, thế đấy là thanh xuân còn con là thanh long mà, em nhất quyết không là không, vang xin vô ích. Mặt ổng bí sĩ mấy ngày liền, gặp em lúc nào cũng bậm môi phòng má, bảo vợ hết thương anh rồi, nhìn buồn cười lắm, Dỗi thì giỏi thế chứ việc nhà thì vẫn phụ em Hôm em bảo ông qua nhà chị gái ổng lấy hộ ít đồ Xong đi mua tả với sữa cho con Mà lúc đó em đang dỗ thằng nhỏ Nên cũng không kiểm tra lại Ai ngờ đến lúc dùng thì thấy tả cái to cái nhỏ Nói chung là không cái nào vừa Em hỏi thì ông bảo Trước giờ anh có đi mua bao giờ đâu Sợ không vừa nên anh mua cả hai loại còn gì Ok, lúc đó em chỉ nghĩ do ổng đàn ông nên là nhiều khi không để ý. Chơi đến tuần trước chị gái ổng bế con xa nhà em chơi. Và lúc đó ổng đi làm rồi. Nói chuyện một hồi thì chị ấy hỏi. Mấy cái tả thằng Hùng xin về hôm trước cái thằng cu mặt có vừa không? Chị bảo là to lắm mà chồng mày không nghe. Cứ nhất quyết xin về cho con nó. Ủa là sao? Hôm trước em bảo ổng đi mua tả rồi. Xin là xin thế nào? Hỏi ra mới biết là chồng em vừa xin đóng tả bên nhà chị ấy về. Thằng cu con chị ấy cũng lớn rồi nên chị ấy định không cho mặt nữa. Thế là chồng em cưỡng về hết đóng tả dư của thằng cháu. Chưa hết. Ông còn quẹo lựa qua nhà em gái ổng, cưỡng thêm vài miếng của đứa cháu mới xin đem về. Thế nên mới có chuyện đóng tả đem về không cùng size. Rồi ơi, chị gái ổng còn hỏi dạo này, vợ chồng kinh tế khó khăn lắm mà. Tả cũng không mua nổi chịu, chả biết giấu mặt đi đâu luôn. Tối ông Hùng về thì em chửi cho một trận, hỏi ông lấy tiền làm gì rồi, mà phải đi xin tả cho con. Nghe em quát ổng rén, khai là anh đem tiền đấy đi mua album đồ rồi. Lúc này em điên máu bảo, anh định cho con cởi truồng hết tháng này hả? Thế mà ổng không quan tâm, tỉnh bơ bế thằng nhỏ lên rồi kêu, bố mua album của chị Jisoo cho con nha. Bố con mình cùng nghe nhạc của chị Jisoo, chịu không? Bằng cách thần kỳ nào đó, thằng con em nghe xong thì nó toe toét cười. Mặc dù trước đó em dỗ mãi không nín khóc, Đồ idol từ bố đến con thế này thì chịu Mê Chi thì mẹ cho mày cởi truồng hết tháng này Thế nha